Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về chương trình Aerobe rất là uy tín đến từ sàn Bitmart kết hợp với dự án H2ON List Aerobe thì sẽ có random 2.500 winner chiến thắng nhận được mỗi người 10.000 token H2ON này nhá. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tham gia vào chương trình Aerobe đến từ sàn Bitmart và dự án này. Đầu tiên thì các bạn sẽ truy cập vào cái bài viết ở trên Twitter của nó này. Nó sẽ yêu cầu chúng ta follow cái trang tweet này, follow cái trang dự án của nó là H2 Security này, các bạn follow nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ join vào hai kênh channel Telegram. Đấy, các bạn join vào. Sau đấy thì các bạn sẽ tiếp tục join vào channel Telegram của dự án H2O. Đây, các bạn join vào nha. Các bạn mở lên bằng Telegram, sau đấy các bạn nhấn join group để có thể tham gia. Sau đấy các bạn có thể viết một dòng Hello everyone chẳng hạn. Đấy. Sau đấy thì các bạn sẽ quay trở ra và các bạn sẽ retweet và tag ba friend. Cái này các bạn nhấn, thứ nhất các bạn nhấn like này, các bạn nhấn retweet này. Sau đấy thì các bạn comment tag ba friend của bạn này, có thể là những người bạn của bạn ấy để cho họ cùng làm cũng được. Sau khi mà tag ba friend thì các bạn có thể comment một dòng là Aerobe from Bitmart chẳng hạn. Đấy, các bạn nhấn reply để các bạn có thể hoàn tất. Sau đấy thì các bạn chụp cái ảnh này lại cho mình nhé. Các bạn chụp cái màn hình này lại để chứng minh là chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ ở Twitter. Đấy, các bạn lưu cái ảnh lại. Cái lưu ảnh thì các bạn có thể lưu là bằng chứng chẳng hạn như thế. Ok, chúng ta lưu ngoài desktop để tí nữa các bạn upload lên. Sau đấy thì chúng ta sẽ quay trở lại cái bài viết này. Chúng ta sẽ cần phải điền vào form của nó. Đây, đây chính là cái form của nó nhé. Và trước hết là các bạn cần phải có một tài khoản của sàn Bitmart nhé. Và những cái kèo mà Aerobe của sàn Bitmart nó rất là uy tín và chất lượng nhé. Cụ thể thì các bạn có thể thấy cái lịch sử mà mình nhận được các cái chương trình từ Aerobe của sàn Bitmart, các bạn có thể thấy. Tuy nhiên, tuy là cái số lượng nó chỉ là khoảng tầm 3, 5 đô hoặc là 1 đến vài đô thôi. Tuy nhiên thì các bạn có thể siêng năng làm nhiều cái chương trình Aerobe đến từ sàn Bitmart thì chắc chắn là các bạn sẽ có rất là nhiều thành quả rất là ok nhá. Đầu tiên là chúng ta điền account Twitter này. Account Twitter thì các bạn sẽ click vào profile, sau đấy các bạn copy cái account của bạn. Tiếp theo là account Telegram. Telegram thì các bạn điền này. Đấy. Bitmart CID à, Bitmart CID thì các bạn sẽ ở đây, các bạn vào đây này. Các bạn vào cái tài khoản của bạn đây. Chúng ta sẽ xem cái ID này này. Đây các bạn copy lại. Sau đấy thì chúng ta sẽ điền. Và các bạn sẽ tải cái ảnh mà các bạn đã tag ba friend vào, bằng chứng là chúng ta đã làm nhiệm vụ Twitter của bạn vào ấy. Đây. Chúng ta sẽ xem cái ảnh bằng chứng là đâu. Các bạn upload lên. Đấy, các bạn nhấn tải lên. Sau đó thì các bạn nhấn vào phần gửi cho mình. Ok, như vậy là đã hoàn tất xong cái chương trình Aerobe đến từ sàn Bitmart kết hợp với dự án H2ON. Đây là một dự án rất là tiềm năng và nếu như các bạn trúng thưởng thì các bạn sẽ có thể kiếm được từ 3 đến 5 hoặc thậm chí là 10 USD đến từ sàn Bitmart nhé. Những cái chương trình này thì chúng ta không nên bỏ lỡ nhé các bạn. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video. Mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn. Chúc cho bạn luôn luôn kiếm được thật nhiều coin và kiếm được thật nhiều tiền. Nhớ nhá, nhớ đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những dự án mới nhất, uy tín và chất lượng đến từ channel của mình. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.